sao hôm bữa sao cây sập á, xe có quên nổi luôn. Mặc dù không liên quan gì mà nghe ám ảnh và lời tao thì ám ảnh tới xe cấp cứu cái thời điểm mà cô mất á, ba phút rồi nghe, ba phút rồi nghe. Ủa chú ngõ nhà chú nghe? Ủa tại nhà tao sát khẩu đường mà, má cứ 3 phút là nghe tiếng xe, 3 phút nghe tiếng xe nguyên ngày một ngày luôn, mà ngày nào cũng như ngày nào, ảo diệu thiệt. Nó chạy còn dậm diều hơn là xe buýt thời điểm không phải đúng không? Tất tiếc là giờ hết. Chứ làm gì livestream được, mà với phần livestream cũng không đủ dung lượng ấy, là không có đủ mạng để quay nữa, tại quay nó nặng lắm, nó rất là nặng luôn. Báo đời á. Ờ coi coi. Báo con. Sao vậy? Chạy nè, ý là chạy xe quá tốc độ chứ. Ê nhưng mà hay mày. Rớt não đồng hành. Mít hợp sợ. Báo con. Chị thấy máu thực tế ngoài đời tao mới xỉu rồi, chứ còn thấy trên phim video tao không xỉu. Vậy luôn. Tao thấy máu ngoài đời tao xỉu. Không có thiệt. Má tao thấy máu ngoài đời tao chịu được. Nhưng mà coi trên video thì không sao. Trên video chị thấy máu ngoài đời xỉu lần sau. Chú xỉu bao giờ chưa mà sao chú với chú xỉu? Thì hồi đó tao bị xịt máu một lần đó cái đời. Không lẽ mày xịt máu xong mày nhìn máu mày cái mày mất tỉnh như sợ luôn. Ừ. Tại vì lần đó máu ra nhiều lắm ba. Ý là hồi đó tao học võ trường gì nè, trường Bạch Đằng á. Ủa trường Bạch Đằng đâu vậy? Trường Bạch Đằng là ở dưới đường Ngô Tùng 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 quên ngã tên cái gì Tùng Tùng Ngô Thích Tùng. Lã đầu ai biết? Trường Bạch Đằng là cái đường mà hồi đó mà chuyên gia bán quần áo á. Nguyễn Trãi. Không phải quận tư mình á. À Lê Quốc Hưng. Lê Quốc Hưng. Lê Quốc Hưng. Ừ, à trường Bạch Đằng là gần bệnh viện quận tư đúng không? Ờ đúng rồi, đối diện. À biết rồi, biết rồi, biết rồi, biết rồi. Đối diện bệnh viện á. Đó, hồi đó tao học đó, đó cái xong rồi tao đang ngồi trên lầu luôn nha, chứ không phải là ngồi trên lầu như lầu 1 á. Cái xong rồi mà ngồi trên hành lang, nghĩ là tao hành lang nó cao lắm đó, tao cũng lùn nhưng mà tao phóng lên hành lang tao ngồi.
cái tay đặt tỏn lên hành lang ngồi đó, cái xong rồi ý là ngồi giỡn ngồi nói chuyện á, nhưng mà ý là tao đéo biết là thời điểm đó tao nói tao chọc chọc gì nói chung đéo nhớ, nhưng mà nhỏ kia lại giỡn giỡn sao nặng tung té từ trên lầu té một té xuống gì té từ trên lầu 11 té xuống té từ trên lầu 1 té xuống cái xong rồi má cũng cao lắm, mà lúc đó tao nhỏ xíu à, lúc đó như tao mới có lớp 3 à, mày tắm đi má té chú đập đầu hay sao? Ờ, đập đầu đập giờ còn cái hẹo ngay mắt á, ý là đập đập như nè cái xong rồi đau hẹo đầu ngay mắt nè, thấy không, ngay chừng mày thấy không? Ừ. Đó đập, đập. Ủa vậy mà không sao hả? Đập nguyên cái đầu đập xuống. Ừ. Ừ. Vậy mà không sao luôn, nhưng mà máu tao nhìn thấy máu cái xỉu luôn, lúc là máu á má ba bị chấn thương thôi ba xỉu chứ tự nhiên thấy máu xỉu sao được. Cái xong rồi ông thầy tao á, ông ẩm tao chở vô bệnh viện lúc quận tư phải không, đối diện nè, ông ẩm ông chạy bộ qua luôn. Ừ. Nhưng mà lúc đó ông mặc cái đồ vỏ hiểu không, đồ vỏ màu. Ừ. Bộ đồ vỏ màu trắng. Ừ. Nhưng mà ông ẩm tao xong á cái áo vỏ ông á đỏ hết luôn, đỏ hết cái áo ông luôn á, là ý là máu ra nhiều quá. Cái xong rồi gọi điện thoại về cho mẹ tao nghe, mẹ tao rung hết. Mẹ tao nghe mẹ tao rung quéo tèo luôn, quéo luôn. Ý là lúng huống lúng cuống không biết làm gì hết. Cái xong rồi chỉ biết là mình chạy lên bệnh viện quận tư thôi. Thì lúc mà đưa vô, lúc mà chạy lên là tao đang nằm ở trong bệnh viện rồi, lúc đó là bác sĩ đang khâu cho tao luôn. Ý là đang khâu luôn á, vô là cấp cứu luôn á. Vô cấp cứu xong rồi cầm máu xong rồi khâu luôn, khâu tại chỗ luôn. Tao còn nhớ luôn á. Ấy là chỉ bị tét da thôi gì. Ừ, nhưng mà cầm máu kịp, nhưng mà ý là cầm máu kịp, còn nếu mà đéo cầm máu kịp là giống thằng Quy Nam. Giống Quy Nam. Ý là hên là bệnh viện kế bên phải không? Tung qua kịp. Chứ không thôi là mất máu nhiều quá là chết á. Mất máu nhiều quá là tiếp máu. Giống Quy Nam đó. Má áo ông thầy tao đỏ hết. Đỏ ướt, ướt đẫm luôn chứ không phải là đỏ bình thường nha, đỏ giống ướt giống như là mày tắm mưa ướt vậy. Ủa vậy đập đầu vậy mà không sao hả? Ủa, má té từ trên lầu 1 cái xuống nè. Lúc đó đập nguyên cái mặt luôn nè, đập nguyên cái phần bên trái nè, nguyên cái phần não bên trái là đập xuống luôn. Cái không phải cái độ. Bây giờ ở trường Bạch Đằng có nguyên dụng máu của tao á. Vãi, nguyên dụng máu. Ở dưới sân á, cái khúc đỏ đỏ luôn á. Là sao còn lưu lại được ba mấy chục năm rồi. Tao nhớ là lúc đó qua, hình như qua mấy tháng sau tao vẫn còn đi qua cái khúc đó, tao thấy ý là bên dưới sân ngay chỗ té nó vẫn còn đỏ thẳm thẳm dưới khúc đó. Là lúc đó tao đâu có biết gì đâu, không nói thiệt luôn á, tao chỉ nhớ là lúc tao té xuống thôi, còn với lại tao chỉ nhớ cái lúc mà ông thầy ông ẩm tao thôi, còn lúc mà ông ẩm tao đi đâu tao không nhớ. Lúc mà tao tỉnh dậy tao mới biết là ông ẩm tao qua bệnh viện tiền, chứ tao chỉ biết là có ông thầy ông lại ông ẩm tao mà tao đéo biết ẩm đi đâu, là tao mê man luôn mà bất tỉnh luôn á, không nhớ gì hết. Chỉ nhớ là lúc về nhà rồi là mẹ tao nói là ông thầy đưa qua bệnh viện rồi cho bác sĩ cầm máu rồi khâu lại xong rồi đưa về nhà, là lúc về nhà tao mới tỉnh. Tao chỉ nhớ lúc mà tao té từ trên tao té xuống, rồi tao nhớ là tao nằm tao khóc. Cái xong rồi tao la, cái xong rồi ông thầy ông lại ôm tao đi, rồi xong tao thấy có người lại ôm, cái rồi sao tao xỉu luôn, đéo biết gì nữa hết. Hay vậy. Lúc tao tỉnh dậy là tao đau ở nhà, là mẹ tao nói là bác sĩ không, hình như là khâu 9 mũi, 10 mũi chữa thiếu nhớ nữa. À, biết vậy nãy mình ngồi cái hàng rào thôi. Sao? Mày lát nữa mày đứng là mày ôm thằng rào luôn mày. Có sao đâu. Mốt làm cái gì đâu không biết tao hỏi. Ủa bắn rồi kìa.
20 bắn dùm đầu. Tao đâu có gạt mày đâu, nó mới bắn một bông màu đỏ lên đó. Chắc bị xì á. Mới bắn một bông màu đỏ lên. Thử bắn mấy phút. Thử. Đem theo cái giọng đó, mắc hai cái xào này nè. Ủa mày bán vậy rồi hàng mày để đâu? Để nhà mày luôn hả? Ừ. Nhưng mà cái nhà mày nhỏ quá à, đâu có đủ chứa hàng đâu. Bán có gì đâu, có bán gì bự đâu nè, bán mấy cái này thôi. Cái mặt ông Phật bữa cho mày nè. Nhưng mà cũng phải có kho để chứ. Kho thủy gió gì thì ý là gom gom lại một chỗ được rồi, cần kho. Với ông Phật mốt tao bán dropship. Dropshipping đúng không? Ừ. Tao thấy dropshipping được á. Tao drop qua bên nước ngoài. Dropshipping nó có mấy cái nền tảng sẵn đó. Hình như là bên dưới có cái này. Thứ nhất là sell ly nè. Không. Thứ hai là cái gì tôi quên tên. Hình như là rip rớp gì đó. Rip rớp gì, shipping gì quên tên. Nhưng mà sell ly là chắc chắn có. Không, sell ly tao đâu ấy. Ý là tao bán cái gì? Shopify, ừ. Ấy là tao lấy hàng trên AliExpress á, tao bán cho mấy thằng mua bên nước ngoài á. Ấy là lấy tiền đô á, phải có thẻ thanh toán quốc tế. Nhưng mà ấy là mày PayPal gì đó, PayPal. Ừ. Đúng không? Nó trùng để qua đó tao mới đăng ký, nhưng mà ấy là như phải tốn phí nền tảng. Nhưng mà nếu mà ví dụ mà chịu lỗ khoảng hai tháng vừa mà có đơn hàng ổn định là lời nhiều. Tại vì mày đâu cần lấy hàng về mày bán đâu. Mà trên AliExpress thì nó có rất là nhiều hàng, một đống hàng. Ừ, thì cái đó mày thứ nhất là mày phải có tài khoản Visa đúng không? Tài khoản quốc tế nè. Thứ hai là khi mà mày đã thanh toán thì mày đã thanh toán qua cổng online. Thì nó sẽ chuyển qua cái thẻ Visa đúng không? Bán đi thì trên trên Shopify á, tao bán vừa làm công việc của tao mà vừa bán hàng cá nhân. Tại vì công việc của tao cũng hiện tại tao cũng đang làm cái liên quan đến thương mại điện tử này. Tại như Shopify mày đâu còn lấy hàng đâu, như có ai mua thì như mày sử dụng Obelo thì nó fulfill cho mày luôn, nó sẽ điền thông tin người mua này kia hết cho mày rồi mày khỏi cần nhập thủ công. Thì giá như giá thì mày tự mày định. Ví dụ cái đó một đô đi mày bán 20 đô, ví dụ có ai mua thì cũng như trừ tiền này kia ra thì mình lời cũng khoảng 16-17 đô, ví dụ như vậy. Shopify.